Bản tin tối ngày 18 tháng 10 Lực lượng phòng vệ Israel công bố cuộc gọi bị chặn của Hamas về vụ tấn công tên lửa vào bệnh viện Hamas và Hezbollah dự kiến sẽ tấn công quy mô lớn vào Israel trong những giờ tới Người biểu tình bắt đầu xông vào căn cứ quân sự Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ Lực lượng an ninh Ukraine tuyên bố tấn công doanh trại quân sự Nga gần sân bay Kalino ở vùng Kursk ukraine lần đầu đăng video khai hỏa tên lửa atacms phá hủy chín trực thăng của nga nga tiết lộ điều cấm kỵ nhất của bắc kinh lần đầu tiên thừa nhận hầu hết uav của moscow nhập từ trung quốc mỹ cho biết đã ngăn chặn cuộc tấn công bằng uav vào quân đội nước này ở iraq trung quốc cấp giấy phép cho taxi bay tin tại việt nam Trưa nay áp thấp nhiệt đới đã chính thức mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 5. Máy bay và tàu nước ngoài hỗ trợ tìm kiếm 13 ngư dân mất tích ở Trường Sa. Nguyễn Tươi xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết của bản tin tối ngày 18 tháng 10 của DKN. mở đầu là những diễn biến mới nhất của cuộc xung đột ở Gaza. Thưa quý vị, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã công bố một đoạn ghi âm về những gì họ nói là cuộc điện thoại bị chặn giữa hai đặc vụ Hamas thảo luận về tên lửa Jihad Hồi giáo thất bại khi nhằm vào bệnh viện Gaza. Theo báo Times of Israel, người phát ngôn của IDF Chuẩn đô đốc Daniel Hagari còn cáo buộc các cơ quan truyền thông tin theo con số thương vong của Hamas, mặc dù nhóm khủng bố này không thể thống kê được số người chết là khoảng 500 người ngay sau vụ nổ. Ông Hagari nói, nhiều phương tiện truyền thông đã ngay lập tức đưa tin về những tuyên bố chưa được xác minh của Hamas, những lời dối trá của Hamas. Ông nói, tôi muốn làm rõ một điều, không thể biết chuyện gì đã xảy ra nhanh như Hamas tuyên bố đã biết. Trước đó, tướng Daniel Hagari cũng cáo buộc nhóm khủng bố Hamas đã cố tình đánh lừa các cơ quan truyền thông quốc tế bằng cách cho rằng một tên lửa tấn công thất bại do phong trào Hồi giáo Jihad của Palestine phóng là một cuộc không kích của Israel ở giải Gaza, khiến hàng trăm người thiệt mạng. Ông Hagari, trong một cuộc họp ngắn với giới truyền thông quốc tế, đã đọc bản dịch của cuộc gọi bị chặn giữa hai quan chức của Hamas. Trong đó họ nói về tên lửa Jihad Hồi giáo thất bại khi đã bắn trúng bệnh viện Al-Ahil Baptist Ông Hakari nói, theo thông tin tình báo của chúng tôi, Hamas đã kiểm tra các báo cáo, hiểu rằng đó là một tên lửa jihad của Hồi giáo đã bắn nhầm và quyết định phát động một chiến dịch truyền thông toàn cầu để che giấu những gì thực sự đã xảy ra. Ông nói, họ đã đi xa đến mức thổi phồng con số thương vong. Ông Hagari nói rằng Hamas hoàn toàn chắc chắn rằng chính một quả tên lửa của lực lượng thánh chiến Hồi giáo bắn nhầm đã làm hư hại bệnh viện này. Ông tuyên bố rằng tên lửa được bắn từ một nghĩa trang phía sau bệnh viện. Đưa ra hình ảnh bãi đậu xe của bệnh viện bị cháy xém, ông Hagari cho biết thiệt hại tại đó là do va chạm với tên lửa và do lượng lớn nhiên liệu vẫn còn trong các quả đạn khi rơi xuống. Ông nói rằng nếu đó là một cuộc không kích của Israel, chúng tôi sẽ thấy các miệng hố, cũng như sự hư hại về cấu trúc của tòa nhà, song cả hai đều không được xác định trong vụ việc này. Tin tiếp theo Trang AVA Pro đưa tin, Ngoại trưởng Iran đã bày tỏ rằng mặt trận kháng chiến của nước này sẵn sàng thực hiện hành động phòng bị nhằm đáp trả hoạt động của chế độ do Thái ở giải Gaza. Ông nhấn mạnh rằng các nhà lãnh đạo phe kháng chiến sẽ không cho phép Israel hành động ở Gaza mà không có biện pháp đáp trả nào, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng rằng các khu vực khác nơi lực lượng kháng chiến hoạt động sẽ sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa. Người đứng đầu bộ phận chính sách đối ngoại của Iran đã cho biết, các thủ lĩnh phe kháng chiến sẽ không cho phép chế độ theo chủ nghĩa phục quốc do Thái tiến hành các hoạt động ở giải Gaza và sau đó đi đến các khu vực khác của phe kháng chiến. Mọi lựa chọn đều có thể xảy ra đối với Hezbollah. Những lời này đã trở thành một mắt xích khác trong chuỗi căng thẳng ngày càng nghiêm trọng ở Trung Đông, nơi xung đột giữa các phe phái Israel và Palestine tiếp tục gia tăng. Tuyên bố dứt khoát như trên của Iran đã cho thấy xung đột có thể mở rộng cũng như kích hoạt sự tham gia từ quốc gia khác trong khu vực. Ông diễn biến khác. Trang AVA Pro đưa tin sau cuộc tấn công tàn khốc được cho là do Israel tiến hành nhắm vào bệnh viện Baptist ở giải Gaza khiến hơn 500 người thiệt mạng. Các cuộc biểu tình quy mô lớn đã bắt đầu bùng phát ở một số quốc gia Trung Đông. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, tình hình ngày càng leo thang tại thành phố Malatya. Những công dân dẫn đầu làn sóng phẫn nộ bắt đầu xông vào căn cứ quân sự Kuritsik của Mỹ, trên lãnh thổ nơi đặt trạm radar. Người biểu tình tấn công lực lượng an ninh và cảnh sát bằng đá. Ngược lại, chính quyền đang cố gắng kiểm soát đám đông bằng cách sử dụng hơi cay. Trong khi đó, tại Istanbul, những người biểu tình hướng vào lãnh sự quán Israel. Tòa nhà lãnh sự quán bị tấn công bằng pháo hoa khi những người biểu tình cố gắng đột nhập vào lãnh thổ của cơ quan đại diện ngoại giao. Trang tin AVPro Pro cũng cho biết, làn sóng biểu tình từ Gaza đến Thổ Nhĩ Kỳ đã được các nước khác trong khu vực hưởng ứng. Các cuộc biểu tình lần lượt diễn ra ở Jordan, Tunisia, Syria, Iran và Liban. Sự phẫn nộ của người dân ngày càng gia tăng và cộng đồng quốc tế đang cảnh giác theo dõi các diễn biến, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế và đối thoại. Chuyển sang phần diễn biến liên quan đến chiến sự tại Đông Âu. Lực lượng an ninh Ukraine, SBU báo cáo, đã tấn công doanh trại quân sự của Nga gần sân bay Kalino ở vùng Kursk. Ít nhất 18 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã được ghi nhận. Theo các nguồn tin, SBU đã tấn công một trại giải chiến của người Nga gần làng Postoyali vào đêm dạng sáng ngày 18 tháng 10, nơi có tới 3.000 binh sĩ Nga và khoảng 80 đơn vị thiết bị quân sự đóng quân. SBU nhấn mạnh rằng con số thương vong chính xác của đối phương đang được làm rõ, nhưng thiệt hại hẳn là rất nặng nề. Nguồn tin này cũng cho biết Suốt đêm, người Nga từ các làng xung quanh đã thảo luận về âm thanh của vụ nổ trên mạng xã hội. Rất ngạc nhiên là làm sao họ có thể nghe thấy chúng, bởi vì chính quyền Nga cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ tất cả máy bay không người lái và không có thương vong. Đêm hôm đó, cư dân địa phương đã viết trên mạng về những vụ nổ lớn, sau đó người Nga tuyên bố có một vụ tấn công bằng máy bay không người lái. Thống đốc vùng Kursk Roman Starovoyt bảo đảm rằng 6 máy bay không người lái được cho là đã bị bắn hạ ở Kursk và 4 hệ thống EW khác đã bị thanh lý. Theo hãng tin RBC Ukraine, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cũng cố gắng biện minh cho vụ nổ. Ông Sergei Shoigu đã cho biết có tới 28 máy bay không người lái được cho là đã bị bắn hạ trên khu vực Kursk, Belgorod và Biển Đen. Tin tiếp theo Ngày 17 tháng 10, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Valery Jaluzhani đã công bố đoạn video đầu tiên về tên lửa ATACMS mới do Mỹ cung cấp, phục kích mục tiêu của Nga. Theo trang Business Insider, trước đó Ukraine tuyên bố đã tiến hành một loạt cuộc tấn công vào các sân bay trên lãnh thổ do Nga kiểm soát ở Bikyansk và Luhan vào đêm dạng sáng ngày 17 tháng 10. Đoạn video dài vài chục giây cho thấy Ukraine phóng đi tên lửa có tầm tấn công 165 km về phía Nga. Phía Kyiv tuyên bố, các vụ tấn công nhằm vào khu vực do Nga kiểm soát đã phá hủy chín trực thăng của đối phương, một bệ phóng phòng không, các phương tiện quân sự và kho đạn. Ngoài ra, Ukraine còn nói rằng họ đã làm hư hại các đường băng trong sân bay quân sự mà Nga đang quản lý ở mặt trận miền Đông. Nga vẫn chưa bình luận về các thông tin mà Ukraine đưa ra. Ngày 17 tháng 10, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Adrian Watson đã xác nhận Gần đây, Mỹ đã chuyển cho Ukraine một số tên lửa ATACMS có tầm bắn 165 km. Đây là một phần trong gói hỗ trợ của chúng tôi dành cho Ukraine giúp họ bảo vệ lãnh thổ. Quan chức này nhấn mạnh, chúng tôi tin rằng sự hỗ trợ này sẽ giúp tăng cường đáng kể năng lực quân sự của Ukraine mà không ảnh hưởng đến mức độ sẵn sàng của quân đội Mỹ. Tổng thống Ukraine vào ngày 17 tháng 10 đã cảm ơn Mỹ về ATACMS nói rằng các loại vũ khí này đã tự chứng minh năng lực trong vụ tấn công cùng ngày. ATACMS là hệ thống tên lửa do Mỹ sản xuất có các phiên bản khác nhau với tầm bắn lên tới 300 km. Hiện nay, ngũ giác đài có hai phiên bản ATACMS mang đầu đạn chùm và đầu đạn đơn. Tuy nhiên, có thể ngũ giác đài chỉ cung cấp cho các đồng minh phiên bản ATACMS đầu đạn đơn với đương lượng nổ cao. Nó có thể được phóng từ hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS mà Washington đã cấp cho Ukraine trước đó, cũng như các hệ thống tên lửa phóng loạt M270 do Anh và Đức viện trợ. Trước đó, hãng thông tấn Reuters dẫn nguồn tin từ bốn quan chức Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden có thể sẽ phê duyệt việc viện trợ tên lửa tầm xa chứa đạn chùm tới Ukraine, mà theo giới chuyên gia quân sự Mỹ, đây có thể sẽ là chìa khóa giúp Ukraine xuyên qua mạng lưới phòng tuyến kiên cố của Nga. Chuyển sang một thông tin khác. Vào ngày 16 tháng 10, theo tài khoản mạng xã hội X, Gerashchenko EN đã tiết lộ gần như tất cả máy bay không người lái được Nga sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine đều đến từ Trung Quốc. Ông Anton Siluanov của Bộ Tài chính Nga đã công khai tuyên bố điều này tại cuộc họp của Ủy ban thuế và Ngân sách Hạ viện Quốc gia Nga. Ông Siluanov Bộ trưởng Tài chính Nga đã cho biết, về cơ bản, hầu như các UAV của Nga đến từ Trung Quốc. Chúng ta ghi nhận sự đóng góp của đối tác, nhưng chúng ta cũng cần phát triển nguồn lực UAV của riêng mình và phân bổ nguồn kinh phí cần thiết. Ông cho hay, Nga có kế hoạch nhằm gia tăng năng lực sản xuất UAV dân sự trong nước, với mục tiêu vào năm 2025, có 41% số UAV của nước này sẽ dán nhãn sản xuất tại Nga. Để thực hiện mục tiêu này, Nga đã phân bổ nguồn ngân sách 60 tỷ rúp tương đương 617 triệu đô la Mỹ cho kế hoạch. Đây là lần đầu tiên các quan chức Nga công khai thừa nhận điều này. Hồi tháng 7, cơ quan tình báo Mỹ đã báo cáo rằng Trung Quốc đang xuất khẩu một số lượng lớn công nghệ lưỡng dụng có tiềm năng ứng dụng quân sự sang Nga, bao gồm cả máy bay không người lái. Đến tháng 8, tờ Washington Post đưa tin rằng ngay sau khi báo cáo của Mỹ được công bố, chính quyền Bắc Kinh đã quyết định hạn chế xuất khẩu máy bay không người lái dân sự tầm xa vì lo ngại về việc sử dụng chúng cho mục đích quân sự. Trong cuộc chiến tranh Nga-Ukraine, máy bay không người lái đóng vai trò quan trọng của cả hai bên và được sử dụng làm phương tiện trinh sát và không kích. Nga cũng đã nhập khẩu máy bay không người lái Kamikaze từ Iran. Có thông tin cho rằng, Nga thậm chí còn phát triển một biến thể nội địa. Chuyển đến một thông tin khác. Hai quan chức Mỹ đã nói với hãng Reuters rằng quân đội Hoa Kỳ đã ngăn chặn một cuộc tấn công nhắm vào lực lượng của họ ở Iraq vào sáng sớm nay ngày 18 tháng 10, chặn hai máy bay không người lái trước khi chúng kịp tấn công. Các quan chức giấu tên từ chối cho biết bên nào bị nghi ngờ thực hiện vụ tấn công, nhưng điều này xảy ra khi Washington đang nâng cao cảnh giác về hoạt động của các nhóm được Iran hậu thuẫn, giữa bối cảnh căng thẳng gia tăng trong khu vực về cuộc chiến Israel-Hamas. Các quan chức cho biết, UAV cảm tử đã bị chặn khi chúng cố gắng tấn công căn cứ không quân An-Assad của Iraq, nơi có quân đội Mỹ đồn trú. Vụ việc xảy ra vài giờ sau khi một cuộc tấn công vào bệnh viện ở Gaza khiến hàng trăm người Palestine thiệt mạng, gây lo ngại cho Tổng thống Mỹ Joe Biden khi ông bay tới Israel vào hôm nay. Israel đổ lỗi vụ nổ tại bệnh viện al ahil Al-Arabi do nhóm Jihad Hồi giáo Palestine phóng tên lửa thất bại. Còn nhóm này phủ nhận trách nhiệm. Các quan chức Palestine đã cho biết một cuộc không kích của Israel đã tấn công bệnh viện này, trong đó Bộ trưởng Y tế của chính quyền Palestine đã cáo buộc Israel đã gây ra một vụ thảm sát. Ở Iraq, căng thẳng về cuộc chiến ở Gaza đã lên cao. Giáo sĩ CIA hàng đầu của tổ chức này, Đại giáo chủ Ayatollah Ali al vào tuần trước đã lên án Israel và kêu gọi thế giới đứng lên chống lại sự tàn bạo khủng khiếp ở Gaza. Chuyển sang một thông tin khác máy bay tự động tối đa hai chỗ ngồi đã được chính phủ Trung Quốc phê duyệt để đi vào hoạt động. Theo báo Nikkei Asia, Ehang, một công ty khởi nghiệp chuyên sản xuất thiết bị bay không người lái UAV của Trung Quốc, đã cho biết họ vừa nhận được giấy chứng nhận đầu tiên trên thế giới cho mẫu máy bay chở khách cất hạ cánh thẳng đứng bằng điện IV. Theo báo Nikkei Asia, Ehang, một công ty khởi nghiệp Chuyên sản xuất thiết bị bay không người lái của Trung Quốc đã cho biết rằng họ vừa nhận được giấy chứng nhận đầu tiên trên thế giới cho mẫu máy bay chở khách cất hạ cánh thẳng đứng bằng điện. Tuần trước, hãng EHang đã nhận giấy chứng nhận an toàn cho phương tiện bay không người lái EH216S từ Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc, CAAC. Sự kiện này mở ra tiềm năng hàng không và tiến gần hơn đến hoạt động chở khách thương mại của phương tiện này. Theo trang web của hãng EHang, EH216S là loại máy bay điện hoàn toàn tự động, chở được tối đa 2 hành khách, bao gồm một khoang chứa gắn với 8 cánh quạt gập và 16 động cơ đẩy. UAV này có thể di chuyển trong phạm vi 30 km với tốc độ tối đa đạt 130 km/h. Ông Huy Hoa Chi, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Ehang đã cho biết, công ty này sẽ khai triển các hoạt động thương mại của mẫu EVTOL không người lái EH216S với sự an toàn là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, EHang không tiết lộ cụ thể thời điểm khai thác thương mại của phương tiện này. Từ tháng 1 năm 2021, EHang đã nộp đơn đăng ký chứng nhận cho EH216S. CAAC sau đó đã tổ chức hàng loạt đợt thẩm định nhằm kiểm tra độ bền kết cấu, khả năng chống va chạm và những hệ thống khác nhau của mẫu thiết kế này tại nhiều địa điểm ở Trung Quốc. Quá trình thẩm định kết thúc vào cuối tháng 8 năm 2023. Máy bay EH216S đã đạt chuẩn sau khi hoàn thành 40.000 chuyến bay thử nghiệm và vượt qua 500 hạng mục thử nghiệm. EHang được thành lập vào năm 2014 và cho ra mắt máy bay điện đầu tiên của hãng này vào năm 2016. EHang được cho là đang dẫn đầu thị trường phát triển thiết bị bay tại Trung Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc không phải là quốc gia duy nhất tham gia cuộc đua đầy cạnh tranh này. Công ty Joby Aviation, thuộc hãng ô tô Toyota, đã được các cơ quan hàng không Mỹ cho phép thử nghiệm eVTOL vào cuối tháng 6 năm 2023. Ở Nhật Bản, hãng Honda và công ty khởi nghiệp SkyDrive cũng đang hợp tác với hãng Suzuki Motor nhằm chế tạo phần thân cho phương tiện eVTOL. Tiếp theo chương trình là phần tin tại Việt Nam. Theo tin bão mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Trưa nay ngày 18 tháng 10, áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển Quảng Trị, Quảng Nam đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 5. Hồi 11 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc, 109,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 270 km về phía Tây Tây Bắc, cách đất liền khu vực Quảng Trị, Quảng Ngãi khoảng 150 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tương đương 62 đến 74 km h giật cấp 11. Di chuyển theo hướng bắc tây bắc với tốc độ khoảng 10 km/h. Đến 10 giờ ngày mai 19 tháng 10, tâm bão số 5 ở vào khoảng 19,1 độ vĩ bắc, 108,1 độ kinh đông trên vùng biển phía đông khu vực vịnh Bắc Bộ. Bão mạnh cấp 8, giật cấp 11, cấp 12. Khoảng 10 giờ ngày 20 tháng 10, bão đi vào vịnh Bắc Bộ và giảm cấp rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Từ 72 cho đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chậm theo hướng nam tây nam và suy yếu thêm. Do ảnh hưởng của bão số 5, vùng biển phía tây nam khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Nam, gió mạnh cấp 6 cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 cấp 9, giật cấp 12, biển động rất mạnh. Ở khu vực vịnh Bắc Bộ, từ đêm 18 tháng 10 có gió mạnh dần lên cấp 6 cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 cấp 9, giật cấp 12, biển động rất mạnh. Vùng biển phía tây nam khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, sóng biển cao từ 2 đến 4 m. Vùng biển vịnh Bắc Bộ từ dạng sáng ngày 19 tháng 10, sóng biển tăng cao từ 2 đến 4 m, sau tăng lên 3 đến 5 m. Từ chiều ngày 18 đến ngày 19 tháng 10, các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Từ đêm ngày 19 tháng 10, vùng ven biển Bắc Bộ, khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ khu vực Bắc Trung Bộ có khả năng có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, mưa lớn trên khu vực Trung Trung Bộ giảm dần. Tin tiếp theo, liên quan đến hai tàu cá cùng với 93 ngư dân ở tỉnh Quảng Nam bị lốc xoáy đánh chìm trên biển. Vào sáng nay ngày 18 tháng 10, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, máy bay và tàu nước ngoài đã có mặt ở vùng biển xảy ra vụ việc để tham gia tìm kiếm cứu nạn 13 thuyền viên mất tích. Theo ông Biểu, vào lúc 20 giờ ngày 17 tháng 10, một máy bay và một tàu của nước ngoài đã tham gia tìm kiếm cứu nạn 13 ngư dân mất tích sau vụ hai tàu cá bị chìm ở Trường Sa. Ngoài ra, khuya cùng ngày, tàu cảnh sát biển số 8002 và hai tàu kiểm ngư đã tiếp cận hiện trường để tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Tính đến 4 giờ ngày 18 tháng 10, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy tung tích của 13 thuyền viên. Trước đó, như tin đã đưa, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 16 tháng 10, tàu cá QNA90129TS trên tàu có 54 ngư dân đang hoạt động ở vùng đảo Trường Sa thì bị lốc xoáy đánh chìm. Tiếp đến, khoảng 1 giờ ngày 17 tháng 10, tàu cá QNA90927TS trên tàu có 39 ngư dân đang đánh bắt hải sản tại khu vực cách đảo Song Tử Tây khoảng 135 hải lý về hướng bắc tây bắc thì bị sóng đánh chìm. Trong ngày hôm qua 17 tháng 10, 80 ngư dân hành nghề trên hai tàu cá bị chìm đã được các tàu hoạt động gần đó vớt lên bờ, trong đó có hai người đã tử vong, còn 13 người mất tích. Trong đó, tàu cá QNA 90129TS được vớt 42 thuyền viên, hai người đã tử vong, 12 ngư dân mất tích. Còn tàu cá QNA 90927TS có 38 thuyền viên được cứu vớt, một ngư dân mất tích thưa quý vị bản tin tối của dkn xin được kết thúc tại đây quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những video mới nhất của chúng tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin thân ái chào tạm biệt